Nhà có đường đối diện đâm thẳng vào nhà là phạm phải xuyên tâm sát. Thì em thấy có rất nhiều khán giả cũng hỏi là khán giả đấy ở nhà ở ngã ba này, ngã tư này cũng gặp phải cái trường hợp tương tự như vậy ạ. Thì mình có cách nào để hóa giải được không ạ thầy? Trong cái phương pháp để mà hóa giải cho trường hợp cái nhà nó bị đường đâm, mình nói Vâng, nôm na là như vậy, đường đâm nó đâm nhiều kiểu lắm, nó đâm thẳng, nó đâm chéo, đâm xin, đâm lệch, đúng không, cũng gọi là đâm, đúng không ạ? Thì những trường hợp như thế thì thông thường ấy là người ta khi mà thiết kế thì người ta phải sử dụng một cái khoảng không gian ở trước nhà, người ta gọi đấy là huyền quan. Huyền quan là khoảng không gian giữa vị trí của đại môn và phòng khách. Đại môn là cái cửa chính, đúng không ạ? Và sau đó là có một không gian đệm, thì không gian đệm đấy là huyền quan, và người ta phải dừng khí ở huyền quan đó và sử dụng cái biện pháp hóa sát ở đó để người ta hóa giải. Tức là khi mà hóa sát thì người ta gồm có là dùng hình này, dùng khí này và dùng ý. Vậy thì dùng hình ở đây là gì? Dùng hình ở đây đó là dùng hình ở đây tức là người ta sẽ sử dụng cái khoảng không là cái hình khối, là cái không gian để mà khi mà cái khí nó trực nó chạy vào trong đó. Nó chạy vào trong nó phải dừng lại. Đúng không ạ? Nó dừng lại để hóa giải bằng không gian. Cái hai, người ta dùng khí, tức là có thể người ta sử dụng bể cá nếu đủ diện tích, người ta sử dụng phong thủy luân, người ta sử dụng cái cối xay nước, hay là người ta sử dụng các cái bình phong, đúng không ạ, để người ta hóa giải cho cái trực giác đó. Đúng không ạ? Và trường hợp thứ ba là người ta dùng ý, tức là người ta lúc này là sử dụng các cái pháp khí phong thủy, tức là người ta dùng ví dụ như là bạch ngọc thạch cẩm đương, ví dụ như là gương bắt quái cầu lồi, ví dụ như là cầu đa giác. Đó là những pháp khí mà người ta sử dụng để người ta hóa giải cho những cái căn nhà mà nó có cái đường đâm. Thầy ơi, ví dụ như là bạch ngọc cẩm đương ấy thì mình sẽ dán ở trước cửa nhà thầy. Bạch ngọc thạch cẩm đương đó là một cái miếng đá bằng đá đá trắng. Đá trắng này nó là thạch anh, mà thạch anh nó phát ra cái quắc, nó phát ra cái rung điện từ Dạ để nó vâng. đẩy khí ra ngoài, và trên đấy nó ghi chữ là Thái Sơn Thạch Cẩm Đương, đúng không ạ? Để nó kỵ cái lực trực tà, bởi vì như này này, cái khí đã đành rồi, nó còn còn cả năng lượng đen nữa, rất nhiều thứ tà tạp bên ngoài nó lao vào trong nhà chúng ta. Thế thì cái chữ Thái Sơn Thạch Cẩm Đương trên đấy để nó kỵ tà, còn cái lực của viên đá để nó kỵ khí. Thì người ta sẽ sử dụng cái viên Thái Sơn Thạch Cẩm Đương đó, người ta sẽ đặt ở phần phía dưới chân của cái cổng ở bên ngoài. Thế cái đường nó lao vào đúng không? Thì vào đến cái cổng nhà mình đúng không? Hoặc có những nhà mặt tiền nó đến cái đại môn nhà mình luôn đúng không? Thì mình sẽ chấn ở ngay ở cái phía đó, và thường là người ta sẽ đặt ở bên tay trái từ trong nhìn ra, tại bên phải từ ngoài nhìn vào, và sẽ đặt sát xuống dưới đất hoặc là cách đất lên khoảng 5 đến 7 cm, dán gắn vào đó, hoặc là đặt cao ngang bằng cái thềm nhà. Tức là khi chúng ta làm nhà, ví dụ vào nhà là một bậc chẳng hạn đi, thì là 15 phân đi, thì để cách đất 15 phân, đúng không ạ? Đúng là hôm nay, chương trình ngày hôm nay là vô cùng hữu ích ạ. Quý vị biết thêm nhiều cái kiến thức xoay quanh các thế sát trong nhà, lại được thầy Tâm Nguyên lại hướng dẫn để cách hóa giải ạ. Thì nếu mà quý vị nào xem được cái video ngày hôm nay thì quý vị có thể kiểm tra xem nhà mình có phạm phải một trong những thế sát thầy Tâm Nguyên vừa chia sẻ không ạ. Em cảm ơn thầy đã bớt chút thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Và em xin kính chúc thầy là luôn có nhiều sức khỏe này để có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội ạ. Ừ, xin cảm ơn bạn. Xin kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.